Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban đại diện người cao tuổi triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018. Hiệu quả sau khi sáp nhập giảm đầu mối một số cơ quan ở cấp huyện. Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm xã hội hóa 3 tỷ đồng xây dựng trường mầm non. Các tàu khai thác cát tiếp tục hoành hành tại khu vực kè Phú Cường trên sông Hồng. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Tiên Lữ còn chậm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018 với chủ đề xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban công tác người cao tuổi tỉnh. Để tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam thiết thực và hiệu quả, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu cơ quan thường trực người cao tuổi tỉnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch theo hệ thống Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung trọng tâm trong tháng hành động, ra soát đối tượng để hướng tới mục tiêu 100% người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi tặng quà. Nội dung của kế hoạch cần cụ thể hóa phù hợp với từng địa phương, lồng ghép hoạt động của các câu lạc bộ, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút người cao tuổi tham gia. Các ngành liên quan chủ động phối hợp, thực hiện có hiệu quả kế hoạch Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018. Thành phố Hưng Yên vừa tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình 2008-2018. Trong 10 năm qua, thành phố đã có 50 thôn khu phố triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình, thành lập được 89 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 50 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 100% các trạm y tế, cơ sở bố trí nơi tạm lánh, khám tư vấn và điều trị cho nạn nhân bạo lực gia đình. 100% thôn khu phố có tổ hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, từ thành phố đến phường xã đã tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú như tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích, các tờ rơi, tờ gấp. Vì vậy, trong 10 năm qua, toàn thành phố bạo lực gia đình giảm nhiều số vụ với thời điểm trước khi triển khai các chương trình, đề án về gia đình. Trong đó, bạo lực thân thể 23 vụ, 3 vụ bạo lực tinh thần. Đối tượng bạo lực chủ yếu là nam giới với nhiều độ tuổi từ thanh niên đến trên 60. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, thời gian qua, ngành y tế Hưng Yên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khám chữa bệnh, thanh toán, bảo hiểm y tế. Trên 9 bệnh viện tuyến tỉnh, 7 trên 13 bệnh viện, trung tâm y tế, tương đương tuyến huyện và 4 phòng khám đa khoa. Hệ thống VNPT HES tương thích và có khả năng kết nối đa dạng máy xét nghiệm đang sử dụng tại tỉnh, giúp các cơ sở y tế dữ liệu hóa được hồ sơ bệnh nhân ngay từ khi tiếp đón, đến việc khám chữa bệnh, quản lý khoa phòng, giảm chi phí, nâng cao công tác quản lý, điều hành khám chữa bệnh, đặc biệt mang lại lợi ích lớn cho người bệnh, việc thanh toán bảo hiểm y tế được công khai, minh bạch và tiết kiệm được thời gian. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các huyện thành phố trong tỉnh tổ chức sáp nhập, giảm đầu mối một số cơ quan đơn vị, trường học, góp phần giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả công tác. Gần 3 năm rưỡi giữ cương vị giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Cừ, bản thân bà Thúy đạt nhiều thành tích trong công tác, nhưng ngay khi thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để giảm đầu mối, đảm bảo sự thống nhất và liên tục trong thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo ở địa phương. Bà là người trực tiếp đề nghị huyện sớm kiện toàn chức danh. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9, từ giám đốc, bà Thúy được bổ nhiệm làm phó giám đốc trung tâm. Theo bà, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để tinh giảm, sắp xếp lại bộ máy, là người đảng viên, mình phải gương mẫu thực hiện. Khi được bổ nhiệm làm giám đốc và lại bổ nhiệm xuống làm phó giám đốc, thì tôi cảm thấy rằng đấy là một điều mà cũng mình là một người đảng viên và là một người giảng viên lâu năm, thì mình cũng phải lên thực hiện, gương mẫu thực hiện. Và tôi thấy rằng cái việc làm đó là hoàn toàn thiết thực. Và dù rằng ở cái cương vị giám đốc hay phó giám đốc
thì mình cũng làm tốt cái chức trách và nhiệm vụ được giao, thì mình cũng cảm thấy rằng rất là vui vẻ và cảm thấy rằng cái điều đó là cũng rất là cần thiết. Ngay khi có chủ trương sát nhập những trường không đảm bảo quy mô số lớp, huyện Quái Châu đã rà soát và chủ động sớm các bước chuẩn bị trước khi bắt tay vào thực hiện. Nhờ đó, đến nay, huyện Quái Châu là huyện đầu tiên trong tỉnh đã sát nhập xong 8 trường ở các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thành 4 trường, tạo sự đồng thuận trong tập thể cán bộ giáo viên, các nhà trường. Sau khi mà được học tập nghị quyết trung ương thì chúng tôi cũng báo cáo với các đồng chí lãnh đạo huyện thế và giao cho phòng giáo dục và phòng nội vụ tham mưu là tạm thời chưa bổ nhiệm đối với những cái trường, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý đối với những trường khuyết thiếu để sau này phục vụ cho cái công tác sát nhập thì chúng ta còn có những cái dôi dư trong các cấp lãnh đạo thì để chúng ta dôi dư cho cái bộ máy lãnh đạo thì chúng ta sẽ điều động và tuyên truyền đến những cái nơi thiếu. Đấy là những cái mà chúng tôi cho rằng là chúng tôi đã phải chủ động và làm rất sớm, tích cực để dẫn đến cái kết quả như ngày hôm nay. Đến thời điểm hiện tại thì cơ bản là các nhà trường đã đi vào ổn định hoạt động và chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019. Từ nay đến hết năm 2018, các huyện, thành phố trong tỉnh có kế hoạch sát nhập gần 50 các trường của 3 bậc học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở những nơi không đảm bảo về quy mô số lớp và những đơn vị hành chính cấp xã có 2 trường cùng cấp học. Cùng với đó là sắp xếp kiện toàn xong chức danh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng thời làm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng thời làm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, sát nhập hạt giao thông với đơn vị sự nghiệp môi trường. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Những năm gần đây, một số địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã phát triển các vùng sản xuất cây ăn quả cho giá trị cao. Hiện thành phố Hưng Yên có tổng số trên 1.000 hectare diện tích sản xuất cây ăn quả, trong đó có 900 hectare sản xuất nhãn, tập trung nhiều tại các xã Hồng Nam, Quảng Châu, Lam Sơn, Phương Triểu, và gần 200 hectare sản xuất cây có múi, tập trung nhiều tại xã Quảng Châu, Hoàng Hanh và phường Lam Sơn. Các diện tích sản xuất cây ăn quả trên phần lớn được bà con nông dân chuyển đổi từ những diện tích đất cấy lúa, trồng ngô kém hiệu quả. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật chăm sóc và trồng các giống cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho chất lượng, mẫu mã đẹp, nên các diện tích trên đều cho giá trị kinh tế cao. Trung bình 1 hectare nhãn cho thu nhập 300-350 triệu đồng, 1 hectare cây có múi cho thu nhập 350-400 triệu đồng. Đến nay, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ có trên 10 hộ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ngắn ngày, trong đó trồng giống đu đủ siêu ngọt đã đem lại thu nhập ổn định cho bà con. Xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ hiện có trên 10 hộ trồng đu đủ với diện tích hơn 3 hectare, tập trung nhiều tại thôn Tân An với giống đu đủ siêu ngọt. Theo bà con cho biết, mỗi sào có thể trồng được 100 gốc đu đủ. Nếu đu đủ được chăm sóc tốt sẽ cho quả to, chất lượng, màu sắc bắt mắt. Mỗi sào có thể thu được từ 4-6 tấn quả. Với giá bán hiện nay dao động từ 4-6.000 đồng 1 kg, đem lại thu nhập ổn định cho bà con. Điển hình như hộ anh Trần Văn Thanh, anh Lê Văn Trung, thôn Tân An, dự kiến năm nay sẽ cho thu lãi từ 120-200 triệu đồng. Là lớp người có uy tín và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, những năm qua, hội viên người cao tuổi huyện Ân Thi luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, hội người cao tuổi huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời chú trọng thực hiện nghị quyết Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam. Điểm nổi bật là phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi huyện Ân Thi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc hiến đất làm đường. Năm qua, hàng trăm người cao tuổi huyện đã tích cực hiến đất làm đường, đồng thời vận động con cháu hiến trên 7.000 mét vuông đất. Đóng góp 623 ngày công, vận động các thành viên trong hội, xã hội hóa từ những người con xa quê với tổng số tiền là 562 triệu đồng. Từ những việc làm cụ thể thiết thực, hội viên người cao tuổi của huyện đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Cũng như nhiều cơ sở giáo dục phổ thông khác trên địa bàn huyện Văn Lâm, những năm qua, trường mầm non xã Đại Đồng luôn thiếu phòng học, phòng chức năng. Để khắc phục, nhà trường và chính quyền địa phương đã thực hiện xã hội hóa kinh phí xây dựng trường lớp. Sau hơn 4 tháng thi công, năm học mới 2018-2019, thầy và trò trường mầm non xã Đại Đồng đã có thêm 3 phòng học khang trang, sạch sẽ.
Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là trên 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn ngân sách địa phương, nhà trường đã vận động các tổ chức cá nhân chung tay xây dựng trường lớp, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã tài trợ 3 tỷ đồng. Đồng với hành với việc là phát triển bền vững và đóng góp thiết thực cho ngân sách quốc gia, thì bên cạnh đó chúng tôi luôn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Và đặc biệt đối với lĩnh vực giáo dục, chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới đây thì Vietcombank cũng sẽ được tiếp tục đồng hành với tỉnh Hưng Yên, với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp chồng người của tỉnh Hưng Yên, để chúng ta cùng chung sức để phát triển về một Việt Nam thịnh vượng. Ba phòng học mới được đưa vào sử dụng đều đạt chuẩn với diện tích 52m² một phòng, bao gồm nhà kho và nhà vệ sinh khép kín sạch sẽ, hành lang phía sau được sử dụng làm phòng ăn cho trẻ học bán trú. Hệ thống điện, thiết bị phòng chống cháy nổ được trang bị đầy đủ. Nền nhà được lát gạch chống trơn, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho gần 100 trẻ em trên địa bàn xã Đại Đồng. Viên nhân viên học sinh trong nhà trường rất là phấn khởi là trong năm học mới này là có được 3 phòng học, là để giảm tải cái số phòng học còn thiếu để làm sao chăm sóc nuôi dưỡng các cháu thật tốt, xây dựng trường mầm non phát triển ngày càng vững mạnh và đạt chuẩn theo như cái lộ trình của Ủy ban xã đã xây dựng. Công trình hoàn thành có ý nghĩa thiết thực không chỉ giúp địa phương và nhà trường củng cố hoàn thiện hạ tầng trường học, giảm áp lực về thiếu phòng học, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn xã Đại Đồng. Hội đồng đội tỉnh vừa tổ chức khánh thành công trình măng non điểm sinh hoạt vui chơi thanh thiếu nhi tại sân bóng đá thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động. Công trình có trị giá 80 triệu đồng, trong đó xã hội hóa 40 triệu đồng và hội đồng đội tỉnh đóng góp 40 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ của đội viên nhi đồng trong toàn tỉnh. Sân bóng có diện tích 700m². Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu nhi xã Nhân La, huyện Kim Động, đồng thời góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, nói đến xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang là nhắc đến một miền quê cách mạng với truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường, với những cái tên mà lịch sử mãi mãi ghi danh, đó là nhà cách mạng Tô Chấn, Tô Hiệu, Lê Văn Lương. Mỗi tấm gương, mỗi cuộc đời hy sinh cho cách mạng mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay và mãi mãi về sau noi theo. Phát huy truyền thống đó, những năm qua các thế hệ xã Nghĩa Trụ đã không ngừng rèn luyện, học tập, gìn giữ, phấn đấu xây dựng quê hương. Đến với Nghĩa Trụ hôm nay, chúng ta được chứng kiến sự đổi thay từng ngày. Những ngôi nhà cao tầng được xây dựng san sát, các tuyến đường từ xóm thôn xã đến đường Tam Đồng đều được cứng hóa, các công trình công cộng ở các thôn đến xã đều được xây dựng khang trang. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực trong học tập, phấn đấu, năng động, dám nghĩ, dám làm của các thế hệ cán bộ, sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân. Trong những năm gần đây, Nghĩa Trụ là quê hương tôi là có sự thay đổi vượt bậc, đời sống của nhân dân là không ngừng được nâng lên về mọi mặt, và từ đó thì có thể tạo cái lòng tin rất nhiều cho nhân dân tin tưởng vào đường lối và chủ trương của Đảng. Từ những cái thay đổi như vậy cho nên là vai trò của mỗi người dân trong cộng đồng thì cần càng có những thay đổi nhận thức, càng phải có sự gắn bó hơn, trách nhiệm hơn. Với lợi thế gần thủ đô Hà Nội và các khu công nghiệp, xã Nghĩa Trụ đã định hướng phát triển kinh tế sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hóa, giá trị kinh tế cao gắn với phát triển dịch vụ. Đến nay, xã đã có gần 200 hộ chăn nuôi, trên 600 hộ kinh doanh dịch vụ, hàng trăm mô hình chuyển đổi cây trồng, trong đó nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng một năm. Tính trung bình, thu nhập đầu người đạt gần 40 triệu đồng một người một năm, giá trị trung bình 1 hectare canh tác đạt trên 200 triệu đồng một năm. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tăng rõ rệt, diện mạo của quê hương thay đổi từng ngày. Xã Nghĩa Trụ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận về đích nông thôn mới năm 2016. Thời gian tới thì phải tiếp tục chuyển đổi cây trồng để mà nâng cao thu nhập cho nhân dân và phát huy tốt các cái dịch vụ sẵn có của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp nhỏ, các hộ tư nhân phát triển dịch vụ, đào tạo nghề cho cái lực lượng trẻ để tham gia lao động công nghiệp trong khu vực. Cùng với phát triển kinh tế, Nghĩa Trụ còn đặc biệt quan tâm đến việc tu tạo các công trình lịch sử văn hóa, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là công tác giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa tại khu nhà tưởng niệm các anh hùng cách mạng, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống của quê hương. Cháu cảm thấy rất là tự hào
vì cháu được sinh ra trong một quê hương cách mạng và cháu sẽ luôn ghi nhớ công ơn đó và sẽ cố gắng để hoàn thành tật thốt nhiệm vụ học tập của mình để trở thành con ngoan trò giỏi, có ích cho đất nước. Tự hào là một vùng quê có truyền thống yêu nước và cách mạng, cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Chủ đều có nhận thức phải phát huy truyền thống của ông cha, làm hết trách nhiệm để truyền thống ấy tiếp tục tỏa sáng, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước. Như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình thời sự tối ngày 3 tháng 9 về tình trạng hút cát trái phép ở khu vực gần kè Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tuy vậy đến nay vẫn chưa có các cơ quan chức năng vào cuộc, các tàu hút cát trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được vào trưa ngày 6 tháng 9 trên sông Hồng, đoạn gần kè Hùng Cường, khu vực sát chùa Hoàng Xá. Điều đáng nói là khu vực này không có trong quy hoạch khai thác cát của hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Tuy vậy, do đây là khu vực vắng, sông rộng nên các tàu hút cát chủ yếu ở thành phố Hưng Yên và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đến khai thác cát trái phép. Giá cát hiện nay đang cao, trung bình mỗi tàu sau khi khai thác sẽ bán được từ 15 đến 20 triệu đồng một tàu. Theo người dân, có ngày mỗi tàu hút từ 3 đến 4 lần. Đây là khu vực kè sung yếu, sát khu dân cư, do đó việc khai thác cát trái phép sẽ ảnh hưởng đến kè bãi. Vì vậy, rất mong các cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý tình trạng khai thác cát trái phép kéo dài ở khu vực này. Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, đến nay huyện Khoai Châu đã cấp được trên 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn huyện đã tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình cá nhân. Qua xét duyệt thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định cấp đổi 1.081 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 386 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu dân cư, 695 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp đổi đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng. Một số xã thị trấn được cấp nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như xã Đồng Tiến, xã An Vĩ, thị trấn Khoai Châu. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ và đơn giản hóa các thủ tục, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân biết và phối hợp thực hiện. Thời gian qua, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tiên Lữ còn chậm, gây khó khăn trong việc huy động các nguồn lực từ đất đai để xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 15 tháng 8, toàn huyện mới cấp được 389 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu và tài sản khác gắn liền với đất ở, đạt 6,38% kế hoạch cả năm. Cụ thể, một số xã cấp được số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp từ đầu năm đến nay như Cương Chính cấp được 1 giấy, Đức Thắng 2 giấy, An Viên 3 giấy. Xã cấp được nhiều nhất trong huyện là Dị Chế 143 giấy chứng nhận. Một trong những nguyên nhân được xác định là do công tác xét duyệt, thẩm định còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Huyện Văn Giang vừa tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ công đoàn toàn huyện. Tham dự giải có 8 đội bóng với gần 60 vận động viên đến từ các công đoàn xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào thi đấu bán kết, đồng thời chọn 2 đội xuất sắc vào thi đấu chung kết. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, trung thực, nhiệt tình, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn, kịch tính, thu hút được đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng công đoàn xã Thắng Lợi, giải nhì cho đội bóng công đoàn xã Xuân Quan. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội bóng khác. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Khoai Châu xã hội hóa trên 100 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới. Huyện Ân Thi còn 236 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa bị xử lý. Thị trấn Phương, huyện Tiên Lữ làm tốt công tác xử lý đất dôi dư. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.